Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, 11 tháng 11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 7 xe cứu hỏa, xe thang và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy xuất phát từ cửa hàng kinh doanh mặt hàng nông cơ, điện máy trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Cháy lớn lắm rồi chị. Cháy từ bên ngân hàng cháy ra. Đó, ngay nhà bên ngân hàng cháy lên đó. Đó là cũng thấy nó lan qua hai căn rồi xong rồi. Lúc đầu là này cũng chuẩn bị qua lan nhà thứ ba nữa là cháy luôn. Chủ nhà và các hộ dân xung quanh ngay lập tức đã dùng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do xung quanh đều là vật liệu dễ cháy kèm theo gió to, nên đám cháy nhanh chóng lây lan sang các căn hộ liền kề. Đầu là cháy từ căn bên này, nó cháy nhỏ thôi, nhưng mà nó bị do là xăng dầu quá. Mới ta đang đồ điện, đồ gia dụng đó, nó cháy bản hiệu á. Bắt đầu nó cháy lan lên, cái căn thứ hai là cái căn mà cháy nặng nhất. Đó, nhưng mà cũng may là sát bên thì mới chữa. Đó, nhưng mà do gió lớn quá, gió lớn từ bên trong này thổi, từ bên kia thổi ra, gió lớn. Đúng rồi, dân người ta đã chữa ít nhất là phải là 15 bình rồi, nhưng mà gió quá không thể nào mà dập được. Chứ còn chân là lây tự mang bình chữa cháy còn đó kìa. Mang đó rất là nhiều, nhưng mà gió to quá nên là không thể nào. Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động một xe chỉ huy, 7 xe chữa cháy, một xe thang cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với 30 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tổ chức cứu chữa. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp di dời tài sản ra khu vực an toàn. Rất là tốt. Coi như là anh em rất là tận tâm, khi mà bắt đầu cháy là xe cứu lửa đến liền. Nói chung là đội ngũ là dàn xếp là ok, rất là tuyệt vời. Thu xếp xử lý nước non đầy đủ, đang tích cực gọi là cứu hỏa. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực của lực lượng chức năng và lực lượng tại chỗ, đám cháy đã được dập tắt. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn do hai căn nhà bị cháy hoàn toàn. Hiện nay, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm theo quy định.